Điều, nhưng mà hồi lúc đó thì mình tôi ở Phần Rang. Dạ. Tôi ra đi năm 86. Dạ. Đó. 86 rồi đi làm tôm á. Dạ. Làm tôm rồi cái mình nghĩ là thôi. Hồi lúc đầu ra thì mình nghĩ là mình chỉ đi làm tôm thôi, nhưng dạ. Sau bị thua lỗ quá. Dạ. Thôi, lỡ rồi ở luôn. Dạ. Thôi bây giờ. Coi như là ở luôn. Rồi. Còn cô? Vợ tôi cũng ở đó luôn. Dạ. Vợ con ở hết luôn chứ mà. Dạ. Những đứa mà nó học nên ở trong Phan Rang bây giờ nó làm việc ở trong đó, chỉ còn có con bé đây với thằng vợ tôi ở đây với tôi thôi. Dạ. Nghĩ là ra đây là làm ăn thì có ăn. À. Mà ra lỗ rồi bây giờ kẹt lại ở đây luôn. Kẹt luôn. Dạ. Bán trong đó bán sạch hết. Dạ. Phỉ hốt. Ừ. Nước cát nó vàng nó ngon. À. Nó cát bự quá. Sợ nó ảnh hưởng xi măng thôi. Dạ. Em phải cho thấy vô xó nước ngọt lại hết, xẻ nước ngọt đó là mình mới trộn. Cho nên nó bay hết bớt mới trộn. Bữa nay là cũng bán cũng được thôi chị ha. Hôm sớm cũng đông nè. Dạ. Mấy bữa là tới vắng. Ai bữa anh xuống trễ. À dạ. Mì Quảng có mình chị bán ở trong sớm mình hả chị ha. Dạ. Bên này có khách ăn nè. Vui ha. Vui. Thấy bà con là vui là vui. Một tô đặc biệt là bao nhiêu tiền chị? Dạ 25 bê chục. Dạ 25 bê chục. 20, 10 ngàn. Thấp nhất là 10 ngàn. Dạ. 5 ngàn em biết một cái. 5 ngàn cũng có luôn. Dân mà. Rồi chào chị. Rồi bữa nay chị em mình gặp lại rồi. Bữa nay em đến sớm là thấy có khách ăn nè. Quay nhìn coi sao. Ủa, chị có người em ở bên ngoài á hả? Hả? Em ruột chị hả? Em ruột. Em ruột ở Canada. Hả? Cái phở rồi lấy nó cái tiền mau. Hả? Cái phở rồi lấy dầu nó cái tiền mau. Phở thì không đủ mấy đứa con mà. Chị tên gì? Không, nó giỡn cái đó. Nó giỡn mà, thấy nó giỡn mà. Đây nè, nó giỡn mà. Nó giỡn mà. Người ta ở bên đó người ta làm khổ lắm chứ không phải ấy đâu. Chứ phải mặt đây chứ. Chị nói giỡn mà. Chị tên gì? Chị tên gì? Hoa Hoa. Mỹ Hoa. Mỹ Hoa. Mỹ Hoa. Chị Mỹ Hoa. Mỹ Hoa. Chị Mỹ Hoa phải không? Chị bán phở được mấy năm rồi? Cho chị không biết nhiều năm nữa đây. Dạ. 37 năm. 37 năm rồi ha. Chưa tới giờ mà làm việc sớm gì anh? Tới giờ là đến ngủ chưa? Chưa tới 7 giờ mà. Giờ đâu làm lần. Dạ. Giờ là trộn hồ rồi ha. Dạ. Quay cho khán giả xem cái làng của mình đó mà. Lên truyền hình luôn nha, lên thế giới luôn nha. Lên thế giới luôn. Rồi em chào chị, bên kia là chị chủ nhà rồi. Đây là cũng sửa lại ha chị ha. Nâng cấp lại căn nhà nè, nâng cao lên nè. Ở trong đây là đa số là bà con nuôi đìa ha chị ha. Dạ. Dạ. Bây giờ người ta cũng bỏ đi cũng nhiều lắm đúng không chị? Nuôi tiếp là đổ nợ bỏ đi không hết rồi. Dạ. Đi bộ đội hả? Đi bộ đội hết rồi. Đi bộ đội hết rồi. Cái đó chị nói nha, em không có nói nha. Bây giờ là nuôi trồng thủy sản thì cũng khó khăn quá ha. Dạ. Dạ. Đâu cũng vậy à. Ví dụ như là một người
một hai đìa đạt là năm bảy đìa lỗ đâu ai biết đâu. Dạ. Đìa đạt không ai. Ở trong đây là cái thôn mình là 200 hộ không chị? Hơn đó chị. Bây giờ là bà con là không làm đìa nữa, bây giờ chuyển qua làm cái gì ta? Làm người biển đi làm thuê, làm người phụ hồ đi làm thuê đủ thứ đó. Dạ. Bây giờ là không không làm chủ nữa. Người làm ở xe Nha Trang, người làm dạ. Nó chuyển bây giờ. Dạ. Những công trình trong đó người ta làm chuyển bây giờ. Dạ. Làm thêm kiếm ăn chứ. Dạ. Mà ý là đìa là chết à. Giờ nguồn nước có ô nhiễm nhiều ha chị ha? Ví dụ như 10 cái em mà nuôi đạt 3 cái, 4 cái, còn những mấy kia lỗ, người ta đâu có biết. Dạ. Lỗ người ta đâu có biết đâu. Ngày trước nhà chị có làm đìa không? Không, làm thuê không à. Dạ. Chị cũng không làm đìa ha. Không làm thuê không à. Đừng qua đi hoài. Thấy chị nói chuyện vui á. Vui hả? Đẹp mà, chị đẹp mà. Rồi, quay rồi, quay đủ, quay ổng, quay chị rồi, quay cho đủ bộ luôn. Đây là ông chủ thầu hả? Rồi, giờ chủ thầu làm luôn chứ đâu có đứng chỉ tay hả? Không dám chỉ tay đâu. Không dám chỉ tay đâu. Sáng nay Phương quay lại thôn Tam Ích, đó là con cô bác chị. Hôm Phương quay gia đình em Hiệp đó. Thì sáng nay thì Phương cũng ra xem cái công trình như thế nào ha. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Và Phương sẽ đi tới lấy xe. Phương đợi xe bên đây nè, ngay chỗ cái đình nè. Sáng nay thì Phương ra rất là sớm. Giờ này là 7 giờ bà con cô bác chị. Phương nghĩ là ngay chỗ trung tâm làng đó thì cũng đông. Thì bữa nay Phương nghĩ là người ta bán đồ cúng rất là nhiều, bán bông. Mấy hôm video trước đó Phương quay nó muộn hơn. Bữa nay là Phương quay sớm nè. Cũng là ngày rằm, người ta bán bông trái cây rất là nhiều. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Bên này là đình Tam Ích. Còn khoảng 200 mét nữa thì Phương sẽ đi xe máy. Bên đây là chị đang đặt chiếc xe trong làng quê này. Rồi chào chị. Chúc ngày mới vui vẻ nha. Ở đây là người ta nuôi đìa tôm. Nhưng mà cái chị hồi nãy Phương tiếp xúc đó, chị nói là ở trong đây bây giờ người ta cũng bỏ đi rất là nhiều. Người ta vô Nha Trang làm, rồi người ta làm phụ hồ đó, bà con có bác chị. Căn nhà của em Hiệp đó dự trù là 10 ngày thôi, nhưng mà sửa lại thôi. Bây giờ là coi như là gần là mới luôn bà con cô bác chị. Dỡ ra hết luôn 2 tuần rồi. Dự trù là 10 ngày thôi mà bây giờ là hơn 2 tuần rồi. Tại vì bây giờ cái sàn đó thì phải đổ bê tông bà con cô bác chị. Hôm qua có mưa đó, thành ra đường bị đọng nước ha. Rồi quay đi, quay đi. Rồi chào chị bán phở. Quay miếng thôi hả? Ngồi miếng thôi hả? Ngồi xem người. Ngồi xem người ta ăn đúng không? Rồi ngày mai bắt đầu bán chay rồi hả chị? Mai đi nghỉ 2 ngày. Mai là chị nghỉ. Mai đi nghỉ 2 ngày rồi.
chợ bên đây là đông hơi chị ha. Ủa bữa đông quá hả, mai rằm rồi. Bây giờ Phương tìm cái chỗ Phương gọi xe. À, bữa nay là thầy ké nè. Dạ. Rồi. Rồi chào chị bán dừa. Xin chào. Đây xuống nữa. Rồi. Hả? Dạ. Phát gạo phát cu rồi, giờ đâu phát hoài, lâu lâu chứ. Lâu lâu rồi chứ. Mấy chợ hả? Mấy chợ. Cái này là bán bún bò, bán đậu nành. Đây là bánh xèo nè. Dạ. Mình là chị bán rau. Rồi, chào chị. Bữa nay là bán ít vậy? Hết rồi. À vậy là bữa nay là bán đắt đúng không? Quay đó làm gì? Dạ. Quay đó bà con làng mình xem bà con mình làm ăn như thế nào nè, như chị nè. À hôm nay là coi như là chị buôn bán như thế nào nè. Rồi còn ít. May mắn mau hết. Dạ, mau hết ha. Chị cũng ở trong thôn này luôn hả? Không, ở ngoài thôn. Ngoài thôn là thôn nào? Chị ở thôn nào? Ở xe mày lại đây tự có anh em ở đây nè, thành đường này nè. Chị cũng ở Ninh Hòa chứ, giọng nói cũng Ninh Hòa nè. Đúng không? Mình trị. Thế là mình trị chưa? Chưa. Xe không? Từ trung tâm ngay chợ Vinh á nên nó xe không chị? Lên ra không ắt lên gần anh. Dạ. Cái làng đông không? Làng đông, làng 600 hộ mà. Cái gì đó hả? Vụ đằng mà nó đông lắm. Dạ. Thì cái làng của chị là mấy giờ là đông vui nhất? Nói chung từ sáng tới trưa luôn, 9, 10 vậy giờ, đó hả? Giờ luôn. Dạ. Sớm nhà sàn đâu? Đây đó, ủa bên đây còn nhà sàn nữa hả? Phải đi qua bên sông nữa? Không, mà cũng có đường đi. Dạ. À, vậy đó hả? Em tưởng đâu phía bên nhà em Hiệp thôi. Em tưởng đâu là phía bên nhà em Hiệp thôi. Mà còn bên đây nữa hả? Dạ. 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 Nhà công Hiệp đây đó là còn cái nhà ít đó là cũng sập xỉu tinh bình đó. Đi lối này. Dạ. Đấy em đi chút nữa em đi xuống này như thế nào? Mình mua bán rồi. Ở biển nha khán giả, hôm nay mình mua bán nói chung là ở biển cũng khó khổ quá cho nên mình bán mỹ nhỏ gì để dạ. Con ăn. Dạ. Chào khán giả đang coi. Ủng hộ nha, ủng hộ chị nha. Ủng hộ. Rồi chị tên gì? Mười. À chị Mười. À. Chị Mười thì quê ở đâu? Chị nhắc lại à. Quê hả? Quê ở Bình Trị. Bình Trị. Cũng ở đây, cũng ở Ninh Hòa này. Ninh Hòa này. Dạ, mà thôn Bình Trị. Bình Trị. À cái thôn này Phương cũng nghe lạ ha. Lạ. Thôi em chào chị nha. Rồi, chào khán giả hết. Coi giúp đỡ giùm dân ở đây người ta. Một chút nữa là Phương sẽ đi lối này xuống xem mấy cái nhà sàn ha. Dạ. B
bên này là bán trái cây, bên này cả cái chỗ này bán trái cây nhiều nè. Là Phương đi sơ qua ngay chỗ trung tâm làng Tam Ích. Rồi bên đây là bánh căn nữa nè. Đây là bánh căn tôm. Rồi chị mua mình mua về xong mình đỡ tủ lạnh rồi bây giờ là ra đút ha. Ồ thiếu con mực. Tôm thiếu con mực hả chị ha. Ồ thơm quá luôn á. Dạ. Dạ tôm. Coi như là chị không có tôm mực gì, ai cần thì dạ. À đúng rồi, đúng rồi, ở biển mà. Trứng là trứng của mình thôi, của chị chủ thôi. Còn ai muốn mực thì ở nhà đem ra, chứ chị không có sẵn. Thôi em chào chị nha. Rồi chào chị đút bánh căng nữa nè. Chào chị chủ. Ồ cái hàng bánh xèo này đông ha. Xèo dạ. Cho ăn chay vậy? Dạ. Ai em khổ? Em cho về. Hả? Về rồi bà con ở đây đợi. Bây giờ về. Hả? Dạ. Ủng hộ giùm bánh xèo. Ủng hộ. Ủng hộ. Bữa nay bán được mà, thấy đông mà. Giờ này còn sớm mà. Bây giờ mới có 7 giờ rồi mà. Hả? Ngồi tăng dốc hả? Vừa ăn vừa tăng dốc. Dạ. Đang bà tám, đang bà tám. Dạ. 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 Thì bây giờ mình làm được chứ đâu phải là tới đây cho què đâu chị. Dạ cố gắng lên chưa. Dạ ủa lên màn hình là phải có hả, quay cho bà con đi xe nhớ bà con không sớm mình được rồi không phải cho nhiều cho mất. Dạ thì khán giả nói thì con có quay lại chứ, khán giả đâu có nhắc gì đâu. Cái đó của khán giả mà. Rồi đậu nành, ăn xong làm một ly đậu nành nè. Năm ngàn ly không chị? Chắc năm ngàn hả? Ủa? Có 3 ngàn với 2 ngàn hả? Dạ. Ô con tưởng đâu cũng là 5 ngàn chứ. Ủa 1 ngàn cũng bán luôn? Dạ. Dạ. Chưa. Vậy là ly 5 ngàn là đi đặc biệt rồi hả? Dạ. Ồ. 2 ngàn, 3 ngàn. Dạ. Vô đây chỉ có 20 ngàn là ăn no luôn á. Ủa vậy là tô phở 15 ngàn cũng có luôn hả? Dạ 10 ngàn cũng có luôn, vé nào cũng có hết. Dạ. Dạ. Thôi con chào cô nha cô, chúc cô ngon miệng. Cái lối này Phương chưa đi nè, Phương nhờ em đại lý gạo dẫn đường. Phía bên này người ta cũng làm đìa hả em? Dạ bây giờ đi xuống đây, cô đây đây là cái một cái dùng đìa. À. Ở đây có cái nhà bán nè ha, bán nhà. Rồi tới ngày 3 này vừa phải. Dạ vừa phải đây. À. Từ từ mình đi đây xong chút nữa mình đi đường ra xuống nhà của em Bầm luôn. À mình đi theo dọc theo
cái men nước đó đúng không? Dạ đúng rồi. À, coi như là ở trong đây là chán cái đường đi đó thì nhà nào tự chán nhà nấy đúng không? Dạ, nói chung, có đoạn thì cũng chưa có chán nè. À, quẹo qua bên đây ha. Cái đây là dạng như là cũng là nhà nước ta cũng cha rồi xong mình gom dân gom góp cho thêm và chán. Dạ chào ông. Đây là đụng đường à? À là đụng rồi. Đụng đường ở đâu? Đây là đìa. Đìa là mình đi. À, chỉ có căn nhà này thôi chứ hả? Bên đây còn hai căn. À hai căn. Bên đây còn hai căn nữa. Đây qua một cái rồi cầu bên đây, này. Bên đây nhà xem ở đây nữa anh. À đây đó hả? Xem ở đây nữa. Từ dưới đó lên đây là nhà. À mình đứng ở chỗ nhà hiệp này mình thấy đúng không? Dạ thấy. À từ mình đi xong mình vô lại mình về nhà sàn lại. À lúc cái đây anh đi đem đoan chút xong mình vô lại. À cũng là đi lại lối cũ ha. Dạ lối cũ. À để Phương ra qua cái đìa này. Nghe nói là đìa tôm là người ta không bỏ đìa nhiều lắm đúng không em? Dạ đúng rồi. Nên là nói chung năm nay làm ăn cũng thất thu á. À như cái đìa này, đìa này người ta còn nuôi không? Dạ còn chứ, còn nuôi. Bắt đầu là đổ dập tới đó là đìa không? À. Đó, thì cái nhà đây, nó cuối cùng. Hai cái nhà đây nó cuối cùng. Ủa cái nhà này cũng xưa lắm rồi hả? Dạ xưa, dạ xưa. Lâu. Nhà này có còn người ở không? Hay là người ta đi nước ngoài rồi? Còn, ta ở bên kia, mặt bên kia. À, mặt bên kia. Đây xét bên đìa luôn nè. Ồ cái nhà thấp chủng à? Dạ, hồi trước cấp thấp. Phương đi một cái lối khác thì ra một cái nhóm nhà sàn. Vừa với mà nói có xe đổ rác mà cứ cái dưới nước thì mà vừa vậy á. Dạ. Cái đó là chú đề cập vô cho nhiều vô cho người ta thấy được cái đó chứ. Dạ. Nó nước lên nó tập hợp ra chứ không nó tràn lan cái lụa hết cái con đường này. Coi như là ở sớm mình á là lấy lưới giăng lại hả chú? Để khỏi rác á. Chuông vô đi rồi ta chặn. Dạ, ta chặn lại. Dạ. Vậy là chặn lại như vậy là phía bên nhà bà con bên này là bị rác rồi. Bị rác. Động lại rồi không thoát được. Đó. Mà bà con cứ dục dưới này không mà nó nghẹt lại cái chỗ này. Đó đó. Dạ. Chú ở đây lâu chưa chú? Tôi thì nhà tôi chỗ kia, dạ. Nhà đó làm cho nhà con gái á. Dạ. Còn tôi ở dưới đìa tuốt ở dưới kia. Nhà tuốt ở dưới đồ dưới hết luôn, có một mình tôi dưới. Dạ. Là mình bây giờ mình xuống nhà chú á là phải đi xuồng. Xuống. Dạ. Ở dưới đó có mình chú thôi ha. Có mình tôi rồi. Dạ. Ở đó mình coi đìa luôn hả chú? Có đìa nhưng mà hồi lúc đó thì mình tôi ở Phần Rang. Dạ. Tôi ra đi năm 86. Dạ. Đó. 86 rồi đi làm tôm á. Dạ. Làm tôm rồi cái mình nghĩ là hồi lúc đầu ra thì mình nghĩ là mình chỉ đi làm tôm thôi. Nhưng dạ. Sau bị thua lỗ quá. Dạ. Thôi lỡ rồi ở luôn. Dạ. Thôi bây giờ. Bây giờ ở luôn. Rồi. Còn cô? Vợ tôi cũng ở đó luôn. Dạ. Vợ con ở hết luôn chứ mà. Dạ. Những đứa mà nó học nên trời ở trong Phan Rang bây giờ nó làm việc ở trong đó. Chỉ còn có con bé đây với cái thằng vợ tôi ở đây với tôi thôi. Dạ. Nghĩ là ra đây là làm ăn địa có ăn. Mà ra lỗ rồi bây giờ kẹt lại ở đây luôn. Kẹt luôn. Dạ. Bán trong đó bán sạch hết. Dạ. Nhà cửa trong đó bán sạch luôn. Dây út dạ. Ở đó. Dạ. Nhà có mấy cái chùa gà. Dạ. Vì là chú ra đây bao nhiêu năm rồi? Ra 86 thôi này, ba mấy năm. Dạ, ba mươi mấy năm rồi. Rồi bây giờ là phải ở bên đìa luôn. Dạ. Cái lần đầu tiên mà chú ra đây đó thì lúc mà chú làm có lúc nào mà chú trúng nhiều không, trúng tôm nhiều không có chú? Nha. Tôi bắt đầu mà lỗ là bắt đầu từ năm 2000. Dạ. 2000 đổ luôn vào đây là tôi lỗ 6 năm liên tục luôn. Dạ. Nói mà nhà trong Long Khánh bán, dạ. Bò trong Long Khánh cũng bán. Dạ. Rồi cái nhà trong Phan Rang cũng bán luôn. Tôi dạ. Cũng là chắc là mấy đứa con tôi chắc thất học hết. Dạ. Nhưng mà cũng đỡ. Dạ. Chút là chỉ ngồi có bà chị. Dạ. Bà chị ấy, bà cũng khổ nhưng mà mới thấy con cháu vậy bà cũng tội nghiệp bà nuôi cho nó đi học. Dạ. Thành ra mấy đứa con tôi cũng được, có ấy con được hết. Dạ. Tưởng đâu là rơi vào ngõ cục rồi. Đó mình dạ. Tưởng. Dạ. Chú có mấy người con chú?
tôi thì được 3 trai 2 gái. Dạ. Thì làm việc ở trong Phan Rang nào? Phan Rang thì 3 đứa. Dạ. Dạ. Còn bé đây thì nó làm ở trên Khánh Hòa. Dạ. Cái trường trường quốc tế. Dạ. Trường ở trên Khánh Vĩnh. Dạ. Ở trên đó. Rồi sáng đi chiều về hả? Một tuần lễ nó mới về không? Dạ. Làm việc thứ bảy nghỉ. Dạ, giáo viên hay cái gì vậy, chú? Không, nó là nấu ăn cho học nhà trường. Dạ. Bếp rướng á. Dạ. Thôi mà chú lại đây. Dạ, thôi con chào chú nha chú. Con còn đi công việc nữa. Phương tới điểm này thì Phương nghe nói là có cái hoàn cảnh cái chị đang ngồi kia cũng khó khăn. Thì bây giờ thì Phương không phải là người địa phương này. Phương sẽ hỏi chị này ha. Cái hoàn cảnh của cái chị ngồi kia là như thế nào chị? Khổ quá. Không có tiền, cái ngày không có tiền mua bẹo ăn luôn. Ăn gì đó hả? Rồi... Bệnh nặng cục quá. Dạ. Bệnh gì? Bệnh máu mỏi gì à? Dạ. À gì đó hả? Đây là căn nhà của chị nè. Rồi hàng ngày chị này làm gì? Ở nhà con bệnh nặng vậy không làm gì. Trước đó thì chị làm. Trước đó thì làm mướn, làm tô mướn cho người trong công ty á. Dạ. Mướn không có tiền ăn ngày dạ. Ăn ngày đá hả? Làm thời vụ đó hả chị ha? Làm người nào có phép tiền người đó ăn ngày đá. Dạ, làm cơ bản. Có người nghiệp gì hết đấy. Dạ. Còn chồng chị? Chồng chị cũng đi làm mướn luôn rồi. Cũng đi làm mướn luôn. Đi làm mướn không có người gì hết đấy. Còn con cái của chị? Cũng đi làm mướn luôn. Cũng làm mướn không à hả? Mướn không à, không có nghề gì hết đấy. À, chứ hồi giờ là nhà chị cũng ở đây là đâu có làm điều gì không? Không. Dạ. Đi làm mướn người ta ăn không, không có tiền cái gì đấy. Dạ. Nhẹ không có. Dạ. Bây giờ Phương nhờ cái em đại lý xách vô là gạo với một chai dầu ăn. Thì cái phần quà này đó thì của bạn Lợi. Chào chị, có duyên là gặp chị ha. Nghe nói chị mới mổ hả? Chị mổ bệnh gì? Dạ. Thì đây là căn nhà ở trong nè. Chị là gốc ở... Dạ. Còn ông xã chị? Ở đây luôn ha chị. Thì hồi giờ là mình cũng không có đi lưới đi gì á hả? Làm bờ thôi. À, nhưng mà làm mướn là làm bờ thôi. Dạ, chứ không có đi mà chài lưới hả chị? Dạ. Chị tên gì? Dạ. Chị ơi, cái em Lợi đó gửi cho chị là 10 ký gạo, một chai dầu. Phương nhờ cái em đại lý. Em ơi, cái phần này là bao nhiêu tiền? Dạ, phần này 200. 200 ngàn. Dạ. Bây giờ Phương sẽ chích cái phong bì của em Lợi ra. 200 ngàn để trả tiền cái phần quà này. Rồi đây ha. Phương bữa nay không có tiền lễ. Rồi ha. Thôi em chào chị nha chị. Dạ, cảm ơn. Dạ. Kêu đi nha. Cái lối này này xuống nhà em Hiệp luôn nè. Rồi chào chị. À, cái nhà đây hả? Mới thấy ăn ở kia rồi. À. Cái nhà chị này đến đây nè. Giờ đi đâu? Đi xuống nào? Xuống dưới nhà Hiệp. Quay đã. Dạ, con chào chú. Chưa, nãy giờ chưa xuống, hồi nãy đi ra cái sớm cái bờ sông mà cứ đi cái lối này. Đi cái lối này. Thôi chào nha. Thôi chào con. Bên đây này cũng nhà cũng cũ rồi. Ủa nhà đi đâu hết rồi hả? À, đi làm rồi. Nhà này là sát sông luôn nè. Dạ, bờ sông luôn. Nhà đây thì bờ sông luôn. Đây cái lỗi nhờ vô nhà em Hiệp nè.
chú trọng cái dặn phương đó, là coi ngay chỗ nào không an toàn thì mua một ít dán làm lại cái con đường vô sớm này, cũng dự trù như gì đó bà con có bán chị. Ngay chỗ nào mà nguy hiểm cho các cháu đó thì chú cũng dặn rồi. Bây giờ đi ra biển ra anh. Rồi bữa nay đi có không? Bữa có bữa không ha. Ồ, coi như là cái này không có dán, lấy cái này đắp vô đó hả? Hả? À, không biết là đỡ phương sẽ nhờ em Hiệp những cái cây nào mà nó không an toàn đó thì chú Trọng sẽ bỏ tiền ra sẽ làm lại. Đã phương đi một vòng coi như thế nào ha. Ồ, không biết cái này. Ồ, cái này nè. Lúc lắc. Hả? Ừ. Thấy sợ sao cái bài. À, nhưng mà cái này nè, ồ vợ với dắp tíu ha. Ồ, cái này cũng đắp đại đồ ha. À, chồng lên. Lúc lắc nè. Ồ, còn cái nhà đây là coi như là đi đâu hết rồi hả? Hay là người ta bao hôn rồi? À, xuống đìa rồi. Ồ, ở trước nát hết rồi nè. Hả? À, người đàn bao. Ở Phan Rang. Ở Phan Rang. Về đây làm đìa luôn. Cá chồng về đây. À. Đi làm biển bắt dê tây. À. Đi bắt dê tây lớn thì. Chung ở cái số mà sàn đi ai cũng khổ á. Nhớ nha. Đây đây số 1 hay số 2 cửa xuống nhỏ cho em đi ra. Chào em. Dạ, dạ anh cô. Ủa bữa nay có mình làm mà hả? Dạ hôm nay mình một mình làm mà chứ đâu có cái gì đâu mướn công. À, coi như là mình phải công ra để lấy số tiền để mình làm cái nhà nha. À, mình bổ sung thêm tiền đó hả? Dạ, dạ. À, đây là đi xúc cát nè. Dạ. Bây giờ mình mướn thì nó đâu có đủ gì đâu mà mình mướn thì nó hết cái số tiền của mình. À. Không có đủ tiền. Ủa? Vậy là mấy cái chỗ mà khó lên rồi sao mà em ai phụ em? Ngày đó là em thuê 5 công. À. Ngày đó thôi. Nhắm, mình nhắm cho một ngày đó thôi. Dạ, dạ, một ngày đó thôi. À, một công là bao nhiêu tiền? Một công 300 ngàn. À, một công là 300 ngàn. Dạ. À, chủ yếu là em xây căn nhà luôn ha? Dạ. Mấy bữa hôm trước là tính là kêu ông thợ kia mà em nghĩ lại nữa thôi, bây giờ mình không có đủ tiền ha, cho nên đình chỉ giống luôn. À. Tự mình cất luôn. Rồi người ta có buồn không? Dạ, người ta cũng không buồn. Cái đó là anh em mình hả? Anh em anh em vậy đó hả? Dạ, dạ. Anh tưởng đâu là bữa giờ là cũng có cái anh kia. Dạ. Ừ. Vậy là anh đó làm được mấy ngày? Chừng nào lúc nào mà cần quá mình mới kêu đúng không? Dạ, dạ, đúng rồi. À. Còn quá em giúp đỡ chừng ngày 2 ngày đó. À. Rồi đây ai đây? Vậy em vợ phụ giùm. À, em vợ phụ. Rồi mấy giờ em đã dậy rồi? Dạ. Mấy giờ em đã dậy đi lấy cát rồi? 5:30. 5:30. Dạ. Lấy lần 2 xuồng đó hả? Dạ. Ừ. Mà cái cát này cát mặn rồi nó có chịu ăn xi măng không? Dạ ăn xi măng chứ, giờ mình nhiều phe cát kia chứ nó còn thiếu bao nhiêu nữa nên đâu có không mua nữa. À. Dạ. Cũng mua không á, mà giờ còn thiếu bao nhiêu nè. À, mình lấy mình trộn vô đó hả? Dạ, dạ em trộn vô. Ừ. Sợ nước mặn rồi nó không ăn xi măng. Đây nè, mấy chỗ này thì mình xây nhà cũng lại tính lại cái con đường vô nhà mình ha. Xong hết rồi bắt đầu lên con đường luôn á. À, dạ. Lần mình em làm đó. Dạ, mình em làm à. À. Trụ thì em cũng để đổ rồi.
À. Dạ, đổ sẵn hết rồi mà chưa có chuyển vô. À. Dạ. Chủ là chủ cái cầu đó. Dạ, chủ cầu á. Ừ. Còn cái này là em làm thêm đó, cái này đó hả? Để em bỏ đồ qua bên này, cái này em làm thêm luôn hả? Hay là cái cũ em sơ dịch? Cái cũ em dỡ xuống em chưa kịp dọn á. À, em dịch qua bên kia. Dạ, dạ. À, lại dịch đi qua bên kia ha. Bên kia cho nó cái gài nó tốt hơn. À, còn đồ lặt vặt thì đỡ đây. Dạ, dạ. Ừ. Khung là khung sắt nè. Vậy là ở dưới này còn cái trụ nào là trụ xi măng không? Xi măng không. Xi măng hết luôn hả? À, xi măng hết luôn ha. Còn toàn hết luôn. À. Là em trụ tôi bỏ. À. Còn xi măng hết. Cậu thì em chưa có sửa kịp sửa. Ừ. Ồ, ngay chỗ này cũng thiệt chứ. Tâm vô cái nhà xong rồi. À. Bây giờ là trụ là coi như là xi măng hết. Này phải quyền chứ không quyền nó sập lật. À, chi này là có một lớp lưới B40 nữa nè. Ồ, đây là men, lót men luôn ha. À, chào em. Đây sắt hết nè. Ồ chắc quá ha, giờ thoải mái rồi. Xi măng không? Xi măng nè. Trụ xi măng hết không, không thay không bả được cổ hết, bả coi hết. À. Thay lại trụ xi măng hết luôn. Xuồng đây nè. À, xuồng, ủa xuồng lấy xuồng chưa? Chờ cát vô hả? Nước là trong hồi nãy nhà bà vợ bệnh đó. À. À, anh này đây chợ nước mướn nè. Chồng của chị bệnh đó hả? À. Chú chồng cái dặn Phương rồi à, đi qua hỏi thăm hai cháu nhỏ này ha. Bữa giờ con ngủ đâu nè? Nhà nội đâu? Nhà nội ở trong đất liền luôn chứ không phải là ở dưới sông hả? Ở gần sông, mía sông luôn. À, mía sông luôn. Mía sông luôn. Ừ. Hôm ngủ đâu Sam? Hôm ngủ đâu? Con có mong gì không? Con. Ít bữa là có nhà mới rồi. Mong cho có nhà mới ha. Mẹ mua cặp sách đâu chưa? Chưa hả? Con mấy tuổi rồi? À, con 7 tuổi rồi. Bây giờ em Hiệp đã đưa cát lấy từ dưới xuồng đó, hết chiếc xuồng này đem vô trong để lót nền, làm nền nó để lót, rồi một chút nữa là em tiếp tục, tại vì Phương cũng cần gặp em một chút xíu. Rồi bây giờ anh nói chuyện một chút xíu nha. Yeah. Anh cắm cái mic vô ha. Yeah. Cái công trình này anh thấy rất là chắc chắn luôn á. Dạ. Toàn là ngay chỗ này là toàn là trụ sắt, anh bước lên được không? Dạ được, anh được đi thoải mái bình thường. Ờ, đi thoải mái luôn ha. Dạ. Nè, rất là dạ, chắc chắn luôn rồi. Mình tự vì bây giờ mình lắc nó còn do chưa kết cấu chưa, cái vách. Dách, chưa vách á. Đúng không? Vách, dạ, dạ, đúng rồi. À, thì đâu ok rồi. Cái vách vô nữa là nó kết cấu lại cái tự vuông là nó khó hết, là nó không có cửa được. Ừ. Dạ. Với lại một cái thiếu một cái dàn để dàn chống mình nữa nè. Dạ. Thiếu dàn chống, chưa chống nữa, cho nên mình thấy nó còn lắc, cho nên mình xong hoàn toàn cho nên em đóng một cái vách này.
em chổi đâu lên thì nó sẽ không lắc được đâu. Ừ. Dạ. Chủ yếu là căn nhà này là mình em làm là chính. Dạ. Mình làm. Dạ, mình em làm à. Cái nào cần thiết quá thì em vô em làm. Ha. Cần thiết quá mình cần người thì mình cần người. Mướn một hai công, còn không nhờ anh em nào rảnh á thì mình nhờ mình giúp lên một xíu. Ừ. Dạ vậy đó. Dự trù là bao nhiêu ngày xong? Như bây giờ tầm này nữa thì nếu trong phải mua trong nhà thì đóng giá hết luôn. Ừ. Đóng ở đây, đóng giá. Thì em dự trù trong đó cũng tầm 3 ngày nữa là xong hết trong cái nhà. Mày ở ngoài kia là chưa tính. Hoàn thiện luôn, anh muốn hoàn thiện luôn. Muốn hoàn thiện luôn hả? Ừ. Anh muốn hoàn thiện luôn. Muốn cái hoàn thiện nhà hết luôn là một tuần đây. Rồi, cho em thoải mái luôn. Dạ, cho em thoải mái một tuần đây. Ừ. Dạ. Rồi giờ đi với anh ha, giờ dạ. Nhà đồ cũng ok rồi. Dạ. Bây giờ cái chú Trọng đó, dạ. Coi như là cái con đường mà vô sớm đó, dạ. Vô mấy căn nhà kia đó, dạ, dạ. Ngay chỗ nào mà không an toàn, dạ. Em nói với anh, dạ. Đợi anh chích tiền ra, sửa dạ. Lại mấy cái lối đi này trong sớm của nhà mình nè, à, dạ, dạ. Trong này là mấy căn? Mấy căn? 6 căn, mấy căn đi chung? 6 căn đi chung, ngay một chỗ góc kia. 6 căn. Yeah. Bây giờ trong cái lối mà lối rỉ đó em coi cái ngay chỗ nào mà không an toàn, yeah. Thì em sửa lại ha. Yeah. Không phải là sửa hết, cái nào mà nó bộ nó muốn hư bỏ luôn rồi thì yeah, bỏ ra, yeah. Rồi em chăm cột thêm, yeah. Hay là như thế nào rồi nói với anh, yeah, yeah. Để anh biết nha, yeah. Còn cái nhà bên kia kìa, cái bên bên kia, yeah. Bây giờ cái lan can của cái em hớt tóc đó, yeah, yeah. Làm mà nó chắc, mà nói chung là nó cũng vụ nó rẻ cho các cháu đó, dạ, dạ, dạ. Là khoảng bao nhiêu tiền thì đó, như bên đó đó em nghĩ nếu như bên đó thì nó mẹ mình mua mà không bằng cây thì nó sẽ mục, ừ. Còn sắt thì có thể mình sơn mình, ừ. Hàn rồi lại thì sau này nó có mục thì mình mua một khúc mình hàn nó lại thì nó bình thường, ok, ừ. Còn cây gỗ thì nó sẽ mục, ừ. Và nắng mà mưa nó mục, em độ cái đó luôn cũng tầm 2 triệu. 2 triệu ha, dạ, đi giờ đi tiền, theo với anh đi, dạ, dạ. Đây mình đây, đi từ từ. Thì cái này cũng phải cẩn thận. Khoảng tuần sau anh Phương ra lại là rồi, cho em thoải mái luôn. Hết sợ nữa à. Anh Dũng với chú Trọng là nói là, dạ. Cho em thoải mái luôn. Dạ dạ. Đây bây giờ chú Trọng nói, em dạ. em chỉ đi, em đứng đây nè. Em nói sao này? Rồi. Thì em đa hết rồi thì, ừ. Bữa anh Phương cũng nói với em thì, ừ. em quay em đa em coi rồi, nếu mình, ừ. Làm thấp gì không được, ừ. Thì nếu nhả nó cũng phải nó tèo, ừ. Lên, ừ. Đó, em phải làm tầm cỡ phải 1.2 m rồi, ừ. Gì đó là thì nhả nó không bài lại được, ừ. Mà cái sắt của em làm là cái hàng ha, phải 2 hàng, một hàng để ngang như vậy đó là, ừ. 2 hàng vậy nè để mình hàng sắp đứng lên đó, ừ. Dạng như cái hàng rào để nhả nó không cái leo được, ừ. Là tầm đó. Rồi, nó có phải có lỗ chui, nó chui quen sao? Dạ không. Không luôn hả? Không có lỗ chui, nó mới gì sao chui được. À. Thì em cứ dựng dựng xong 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 ra như là không, ừ. Chui được. Ừ. Là mình đỡ cái 2 triệu, nếu mà 2 triệu là không đủ, nhưng mà mình đỡ cái là nó được cái là một cái trụ trong nhà, trụ đây. Ừ. Là trụ đây, nó có 4 trụ rồi, mình, ừ. Cần 2 trụ nữa thôi. Ừ. Là giữ không ngay trước cửa 2 trụ thôi là mình cứ sạc băng mình làm. Thì, ừ. những coi mà sắp như này anh Phương, ừ. À. Là nó mới tính là nó hết 1 triệu mấy rồi. Triệu mấy? Nó 100 ngàn, 101 ngàn một cây. Là em tính quê hết luôn đây là phải 12 cây. 12 cây để mình sắc ra thành 12 cây, ừ. Để 1 triệu mấy là 2 cái trụ đây nữa là bao nhiêu cái mắc cây đèn ngang nữa thì, ừ. Em phải quên em đồ khoảng phải 2 triệu. 2 triệu là 2 cái công là em làm là em làm từ thiện đó. Dạ công em bả em làm từ thiện, à. Đó, ừ. Chứ em không chưa không tính tiền công á, ừ. Dạ thì video này thì anh cũng đăng lên đợi, dạ. chú Trọng đó xem rồi có thể chú coi như thế nào nha, dạ, dạ. Nghĩa là em chủ nhà ơi, dạ. Hôm anh quay em đó, dạ. Thì cái chú Trọng đó thấy cái nhà của em nè không có cái lan can thì chú cũng sợ cho mấy cháu nhỏ mà té xuống đó thì nãy giờ anh cũng hỏi là cái vé đó thì ý của em là sao, tự em là chủ nhà mà ý của em sao? Dạ thì em cũng không có ý kiến gì hết, nếu mà được mấy chú giúp thì em cũng mừng rồi, giờ nghe em nó bỏ công ra nó làm chứ giúp em thì em cũng vui rồi, giờ sao cũng được hết, dạ, miễn là an toàn cho tụi cháu là em mừng à, ừ. Dạ. Thì lúc đó là em này làm thì em cũng phụ vô em làm với em này đúng không, dạ dạ, ừ, đó vậy đó.
thì không, cái này là anh nói như vậy thôi nha. Dạ. Chương trình có thay đổi như thế nào ha, cũng không biết được. Nghĩa là chú cũng gợi ý như anh ấy về thương cho mấy cháu nhỏ ở đây, con của em đó, thì chú cũng gợi ý như thế nào, thì cái đó thì cái gì có duyên thôi cả ha. Dạ, ok, anh cũng quay cho người ta biết là cái số làm cái này là bao nhiêu tiền đó. Dạ. Thì cũng có sự đồng ý của em ha. Dạ. Rồi còn bên đây nè, bên mấy cái này nè em. Dạ. Mấy cái nào đó, ví dụ mà mấy cái nào mà em thấy là nó không an toàn nữa, các cháu đi đó. Anh thấy như cái đoạn kia mục quá rồi nè. Mục. Ừ, đó. Nó mục rồi. Thì nó mục quá rồi. Đó. Cái cầu này lại đoạn này lại đoạn trong kia mục quá rồi đó. Ừ. Đó. Cái đoạn giữa mình phải cần hai cây nữa. Hai cây rồi. Dạ, em đoạn tính giữa đi. Là bây giờ đứng để tính không được, em phải một ngày nào em tính hết, em ghi sổ hết là em mới béo kéo ra một cái chi tiết cho nhanh rõ ràng. Bao nhiêu tiền? Dạ, còn bao nhiêu tiền cho nó rõ ràng, không có công. Nhiều khi mình mong chú các chú ủng hộ mà mình nói nó bị sơ xuất thì nó mới công. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh chỉ nói như vậy thôi. Dạ. Em biết là những cái gì mà ý em nói ra là những cái chỗ đó là em tay giùm ha. Dạ. Rồi bao nhiêu tiền đó thì em nói với anh. Dạ. Ha. Thôi bây giờ anh về lại cái chỗ nhà em ha. Dạ dạ. Sáng nay anh ra đó là anh sẽ chuyển chạy 2 triệu tiền xi măng. Hôm qua em có chuyển khoản cái tài khoản cho anh đó. Nhưng mà anh cũng muốn ra đây coi cái công trình của mình như thế nào. Để cho chú Trọng với anh Dũng xem. Bây giờ anh sẽ được gửi cho em 2 triệu ha. Đây 2 triệu. Đây là 2 triệu là tiền xi măng. Em coi lại đúng không ạ? 1, 2, 3, 4. Rồi em nhận của anh Phương 2 triệu. Như là mình cảm ơn chú Trọng là chú Dũng để giúp đỡ cho con. Em ơi, bây giờ như thế này. Chú Trọng đó nói với anh đó là trong nhà của mình đó là mấy cái vật dụng mà trong nhà bếp đó, như là kệ đỡ chén bát này cho nó gọn gàng. Nhiều khi chú nói thấy bữa trước vô quay không thấy có cái kệ cái gì hết. Thấy cũng tội nghiệp, sợ nhiều khi đỡ ngoài đó rồi chuột rồi hay là cái gì nó bò nó không có vệ sinh đó. Thì anh sẽ quay qua bên này ha. Bây giờ em xuống đây giùm anh. Rồi em thấy là trong cái bếp là thiếu cái gì? Dạ, trong bếp em thì thiếu son. Có cần thiết không? Mà mấy cái cần thiết thì còn 4-5 cái anh. Ừ, vẫn còn dùng được đúng không? Dạ, vẫn còn dùng được. Vẫn còn dùng được. Dạ. Rồi cái này. Cái kệ hả anh? Ừ. Cái kệ thì nói chung thì cũng còn dùng được nhưng mà nó hơi nhỏ. Ừ, thấy nó nhỏ. Nó nhỏ ha, sẽ mua cái lớn hơn. Đúng không? À, như đỡ này nè. Rồi cái bếp bây giờ bữa mình chuyển vô nằm phía nào đâu? Vậy cái bếp nằm bên đây hả anh? Nằm bên nào? Đâm ra xíu nữa làm cái bếp anh. Ủa, đâm ra xíu là đổ bê tông luôn hả? Vậy cũng khoảng 3 kg. À, cũng vậy luôn. Dạ. Rồi ra ngồi chút xíu. Dạ. Ngồi đây ha. Đang chơi gì vậy con? À. Hả? Rồi tốt hay loại gì em không biết mà họ dạy mua 100 ngàn cái. À, 100 ngàn cái. Một lít 6 lít 8 gì. À. Bây giờ anh sẽ chuyển qua cái quà học mà của chú Trọng sẽ tặng cho hai cháu đó mà không biết bao nhiêu. Bây giờ là đầu năm vô đó là em đóng tiền là khoảng bao nhiêu tiền? Tiền sách vở nè, cái cặp nè, rồi bảo hiểm nè, đồng phục nè, em nhắm khoảng bao nhiêu tiền? Một cái bảo hiểm thì một cái thì 540. Còn hai cái bảo hiểm cộng lại thì là 1,1 triệu. Đóng tiền học
tiền này tiền kia, tiền sắt tiền gỗ nữa, chắc cái đó chắc tầm 2 triệu mấy nữa anh. 2 triệu mấy nữa đúng không? Yeah, là tiền bảo hiểm riêng đó anh. Ừ. Tại vì mấy đó học học sinh giỏi á, nó có gỗ sẵn cho nên em không có mua gỗ. Ừ. Chỉ mua sắt thôi. Ừ. Sắt với lại đóng tiền bảo hiểm rồi. Chú chồng cái dạng Phương là gửi cho gia đình em Hiệp là 2 triệu là mua mấy cái khi về nhà mới đó, như là kệ hay là cái gì đó. Em ơi, cái phần này là của chú Trọng. Yeah. Gửi cho em gia đình em là 2 triệu đồng. Yeah. Mua mấy vật dụng trong gia đình đó, như là tủ quần áo cho các cháu nè. Hiện tại giờ mình có tủ quần áo chưa? Chưa. Chưa có quần áo cho cháu hả? Chưa. À, thì em mua cái tủ quần áo nè, mua kệ chén bát nè, cái gì mình cần thiết đó. Dạ. Mình mua nha, khi mà anh đến anh quay hoàn thiện căn nhà mình đó thì những cái vật dụng đó thì em cũng đầy đủ nha. Nói chung là không đầy đủ nhiều nhưng mà cũng tạm ổn. Dạ. Ha. Dạ. À, bây giờ em đếm là cái số tiền anh của chú Trọng gửi cho em là bao nhiêu? 20. Là 20. 2 triệu anh Phương, vậy là con cảm ơn chú Trọng hay để giúp đỡ con 2 triệu để sắm vật tư, những cái gì cũng cần thiết vật dụng, như cái gì đã con vợ hai đứa nhỏ thì đều một cái tủ đồ. Ừ. Thì chắc chắn là con phải mua tủ đồ cho hai nhỏ rồi. Ừ. Rồi cái gì nữa con cần thiết thì con mua, con không cần thiết thì cứ xài bình thường. Ừ. Dạ, vậy con cảm ơn chú Trọng rất nhiều. Còn cái tiền học là nãy em có nói rồi đúng không? Dạ. Cặp tép cặp đồ là em đã nói rồi. Thì nãy em nói là bao nhiêu? Khoảng 3 triệu mấy hả? Là cặp đồ luôn á hả? Dạ, bao gồm bảo hiểm luôn anh. À, bảo hiểm rồi cặp sách đó. Thì bây giờ ở đây thì cái cặp sách thì chú dặn với anh rồi. Dạ. Là sẽ mua cho cháu, hai cháu là một cái cặp sách thiệt là tốt. Dạ. Có thể là cháu xài 3-4 năm luôn. Dạ. Chứ không có loại mua rẻ. Dạ. Là mua rẻ thì chỉ xài 1 năm thôi. Thì cái phần đó thì anh sẽ nói với chú Trọng ha. Dạ. Thôi bây giờ em đi làm việc đi ha. Dạ, dạ. Còn những mấy cái đường mà vô nhà đó anh cũng dè dặn rồi. Dạ, dạ. À, trước mắt thì em phải lo cái căn nhà trước. Dạ, trước đó, ha. Em mới quay bên đá. À. Dạ. Em ơi, mình hoàn thiện cái nhà đó thì em có coi phong thủy đồ không? Dạ, em không có coi. À, vậy đó hả? Dạ. À. Em đi làm em chỉ lo thức lỗ ban, cái nào mà đẹp thì em làm thôi. Dạ. À. Không có coi. À, vậy đó ha. Dạ. Thôi bây giờ em làm việc ha. Dạ. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.